Xin chào, xin chào. Ai trong chúng ta rồi cũng sẽ dần lớn lên. Thế nhưng đôi khi, sự lớn lên của một số thứ lại khiến cho anh em phải bối rối và khó xử. Thế nào các chàng trai có chất xám? Đừng tỏ ra ngại ngùng thế chứ. Chuyện thường ở huyện thôi mà. Tôi chỉ muốn hỏi, trong giây phút hoang mang khi phát hiện ra thằng em của mình đã lớn, các ông xử trí ra sao? Lật đật chạy đến hỏi bố mẹ dù rất ngại ngùng. Cậy nhờ sự tư vấn của chị Google mà hơi tí đã phán ông bị ung thư. Chà, phải chi mà anh em xem được video này sớm hơn, mọi chuyện chắc chắn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều rồi đấy. Bởi lẽ mọi thứ các ông cần chỉ đơn giản là những chiếc quần nhỏ hợp với mình mà thôi. Nghe thật đơn giản, nhưng tôi dám cá là không phải anh em nào cũng hiểu được hết giá trị của món đồ nhỏ bé này, khi nào nên bắt đầu mặc chúng, cũng như lựa chọn ra sao cho phù hợp với thằng cụ em nhà mình. Nếu thấy bản thân mình trong đó, 8 phút tiếp theo của video này sẽ thực sự hữu ích với các ông lắm đấy. Tin tôi đi, muốn hiểu hết giá trị siêu to khổng lồ của mớ quần nhỏ trong tủ, các ông chắc chắn nên nghe câu chuyện này, một câu chuyện hoàn toàn có thật được gửi đến cho chất xám để xin lời khuyên. Xin chào, tôi, nam, 15 tuổi, không hiểu vì lý do gì, thời gian này tôi cảm thấy bản thân có những biểu hiện rất lạ. Vào một sáng sớm khi ngủ dậy, tôi phát hiện ra thằng em của mình bỗng lớn hơn một cách khác thường. Tôi chưa từng mặc quần nhỏ trước đây vì lo sợ cảm giác vướng víu. Nay lại thêm lý do này khiến tôi càng nói không với đống quần nhỏ mà má mua cho luôn. Mọi chuyện êm ái trôi qua, cho tới gần đây, một sự cố kinh hoàng bất ngờ xảy đến. Tiết học đầu tiên của ngày hôm đó, thầy chủ nhiệm gọi tôi lên bảng để kiểm tra miệng. Tốt thôi, tôi vô cùng tự tin vì đã nằm lòng bài vở ngày hôm đó rồi. Thế nhưng đúng lúc đang hồn nhiên trả lời vênh vách thì thấy bên dưới cả lớp bụm miệng rồi không chịu nổi mà thi nhau cười phá lên ngặt nghẽo. Ánh mắt tụi nó đều chĩa vào phần dưới của tôi. Thôi xong, thằng em tôi làm phản rồi, nó đã vùng lên từ khi nào mà tôi không hề hay biết gì cả. Lúc đó, tôi chỉ ước sao có cái lỗ để chui ngay xuống cho đỡ xấu hổ mà thôi. Tôi phải làm sao đây? Đã một tuần trôi qua, nhưng đến giờ tôi vẫn không ngừng bị chọc quê vì chuyện lần đó. Đúng là trong đầm gì đẹp bằng sen, cơ sao ông lại xấu đen thế này? Đùa chút thôi, chứ tôi dám chắc trong 500 anh em ngồi đây, kiểu gì cũng có ông đã từng gặp phải trường hợp này rồi. Cũng nói luôn, nếu chẳng may rơi vào tình cảnh éo le trên, các ông cứ xác định tinh thần là sẽ còn bị trêu chọc dài dài. Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, ai khiến thanh niên lớn đùng đoàng, tuổi 15 băm nguyên cây chuối, tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu mà lại còn chưa chịu mặc quần nhỏ cơ chứ? Nếu như ông chịu đưa cậu em của mình vào khuôn khổ từ sớm hơn thì cái sự cố xấu hổ đó đã không có cơ hội xảy ra rồi. Theo chất xám tìm hiểu được, ở độ tuổi mới lớn, cậu bé của con trai thường sẽ xuất hiện tình trạng trao cơ vào buổi sáng. Nguyên nhân là do trong ngày, não của cậu ông sẽ được giải phóng ra một chất gọi là noradrenaline. Đây được coi là một loại hormone gây cản trở sự cương cứng. Tuy nhiên, khi đã chìm sâu vào giấc ngủ, lượng hormone cũng tiết ra ít hơn, dẫn đến những sự phản ứng tự bật dậy của cậu nhỏ về đêm và sáng sớm giống như câu chuyện kể trên. Nghĩ lại mà thấy thương anh bạn kia ghê, crush học chung lớp mà thấy được cảnh đó thì đúng là... Sai lầm lớn nhất anh mang trong cuộc đời. Không chỉ vậy, trái dưa chuột của 500 anh em khi đến tuổi dậy thì lại càng cần đến sự răn đe của chiếc quần nhỏ hơn bao giờ hết. Bởi có vậy, nó mới chịu ngoan ngoãn ở yên một chỗ. Với những đặc điểm đặc biệt như là tính đàn hồi, bó sát, tuy nhiên lại không ôm quá chặt mà vẫn cố định được bộ phận trọng yếu này của cơ thể. Đây chính xác là người bạn thân thiết dành riêng cho cậu em của các ông đó nha. Thế nên đã xem đến đây rồi thì đừng thanh niên nào ra đường mà quên mặc quần nhỏ nữa. Không thôi tôi cũng cạn lời luôn ấy. Nói vậy có khi nhiều anh em lại hiểu nhầm rằng con trai chỉ khi đến tuổi dậy thì mới cần mặc quần nhỏ. Thực tế không phải vậy. Ngay cả khi còn nhỏ, các bé trai vẫn có thể mặc được đồ lót một cách bình thường. Vấn đề chỉ nằm ở chất lượng của trang phục mà thôi. Ví dụ như quần nhỏ được làm bằng chất liệu thoáng mát, an toàn, mềm mại và có kích thước vừa vặn với cơ thể thì có thể sử dụng được hàng ngày mà không gây tác hại gì cho sức khỏe. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là tất cả các bé trai đều bắt buộc phải mặc quần lót từ khi còn nhỏ xíu. Các nghiên cứu đã chứng minh việc không mặc quần nhỏ ở các bé trai trước tuổi dậy thì hoàn toàn không gây ảnh hưởng gì đến sức khỏe và sự phát triển của trẻ. Thế nhưng một khi đã bước vào tuổi dậy thì, từ 10 đến 12 tuổi trở lên, khi cơ quan sinh dục bắt đầu phát triển thì việc mặc quần nhỏ là điều bắt buộc phải làm với những lợi ích mà chất xám đã kể ở trên. Tất nhiên, chưa có ai đổ bệnh vì không mặc quần nhỏ, nhưng chắc chắn rằng sẽ có hàng tá những điều khiến cho đám con trai phải than trời khi quyết định thả rông cậu bé của mình đó nha. Chúng ta thử hình dung nhé. Việc cọ sát trực tiếp vào nhau trong thời gian dài của vùng da đùi và bẹn sẽ gây ra nguy cơ bị hăm rất cao, nhất là khi quần áo bạn mặc quá chật
hoặc vẫn còn ẩm ướt. Lúc này, chiếc quần nhỏ mà có võ sẽ giúp bạn giảm thiểu một cách đáng kể nguy cơ ham da nhờ vào khả năng co giãn và thấm hút mồ hôi, giữ cho cậu bé luôn được khô thoáng và khỏe mạnh. Không chỉ vậy, cậu bé coi vậy nhưng cũng rất mong manh, nhạy cảm và luôn cần được bảo vệ đấy nhé. Nếu như anh em cứ nhất quyết không chịu mặc đồ lót mà chỉ thả rông, khu vực này sẽ có nguy cơ bị kích thích khi cọ sát mạnh với trang phục và thậm chí gây xước da. Thử tưởng tượng mà xem, sau khi các ông giải quyết nỗi buồn rồi vội vàng kéo khóa quần lên và bị vướng lại thì cảm giác lúc đó sẽ như thế nào? Thốn đến tận rốn có phải không? Về lý thuyết là như vậy, thế nhưng có những anh em đã áp dụng rất chuẩn mực, quần nhỏ quần to, quần trong quần ngoài đủ cả, mà thằng em vẫn cứ kêu than là khó chịu. Dễ hiểu thôi, nó cũng tương tự như việc anh em thấy trái sầu riêng. Nhìn hay quá, người ta ăn sao mà trông ngon quá. Đến khi mua về cắt tá thì chỉ thấy thúi hoắc, rồi muốn hùng hổ xông ra đấm cho người bán hàng không trượt phát nào mà thôi. Vậy mới nói, người ta khen món đó ngon, chưa chắc mình ăn đã thấy ngon. Người ta mặc đẹp cũng chưa chắc mình mặc lên là không xấu. Thứ đó có phù hợp với mình hay không mới là điều quan trọng. Tin tôi đi, chân lý đó. Nó đúng từ chuyện mua nhà, mua xe cho đến cả chuyện chọn mua cái quần nhỏ luôn đấy nhé. Và lời khuyên của chất xám để anh em lựa chọn được những chiếc quần nhỏ phù hợp với mình là nên ưu tiên tìm mua những loại được làm từ chất liệu thoáng mát, an toàn, điển hình như cốt tông, vải sợi tre, vải sợi gỗ sồi, các loại vải sợi tự nhiên. Cùng với đó, quần phải đảm bảo được độ mềm mại cùng kích thước vừa vặn với cơ thể. Đặc biệt sau một thời gian sử dụng, nếu vải bị rão ra thì nên thay mới ngay hoặc thay mới định kỳ 3 tháng một lần nha. Việc làm này sẽ giúp đảm bảo cho form quần nhỏ luôn vừa vặn với cơ thể, cũng như hạn chế lượng vi khuẩn và mồ hôi còn tích tụ trên quần sau thời gian dài sử dụng. Ngoài ra, khi về nhà, đặc biệt là khi đi ngủ, thì anh em có thể thoải mái bung lụa mà tháo bỏ đồ lót để cậu em có dịp hít thở thoải mái hơn và phát triển khỏe mạnh. Anh em thấy đấy, cơ thể lớn lên đồng nghĩa sẽ có rất nhiều điều thay đổi. Thế nhưng, thay vì trốn tránh hay hoang mang trước những sự thay đổi này, thì tại sao chúng ta không tìm hiểu thật kỹ càng về chúng để có thể tự chăm sóc bản thân tốt hơn? Anh em chắc chắn sẽ không cô đơn đâu, bởi việc của chất xám ở đây chính là để giúp anh em giải quyết những vấn đề khó nói đó. Câu chuyện về chiếc quần nhỏ chỉ là một trong số rất nhiều điều chúng mình muốn chia sẻ với bạn mà thôi. Bạn đã từng gặp phải chuyện khó xử gì liên quan đến món đồ nhỏ bé này hay chưa? Hãy chia sẻ với chúng mình bên dưới phần comment nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.